Xin chào cả nhà mình. Thì hôm nay là 25 tháng 10 âm lịch. Thì em kiểm tra một số cây mai của nhà em á. Một số cây thì nụ nó cũng đạt rồi. Có một số cây nụ nó còn non còn lép. Thì hôm nay mình sẽ tưới cái cử phân để cho nó cái nụ nó no tròn lên, nó ngã nó vàng mỡ gà để cho nó nụ nó nở bông chùm. Thì em cũng làm lý chia sẻ lại cái cách chăm để cô chú anh chị mình xem tham khảo, nếu thấy hợp lý thì mình có áp dụng. Thì đầu tiên mình để mình về cái vấn đề nụ non á, thì cô chú anh chị lo lắng nhất là nụ non, tại vì nụ nó bây giờ nó nhỏ quá, kim nó mà bây giờ là cuối tháng 10 rồi. Nói chung là nay là 20 25 tháng 10 thì 25 tháng 11 là một tháng, sau đó khoảng chừng 20 ngày nữa là tới ngày đặt lá. Thì nó khoảng chừng 40 ngày nữa. Thì bây giờ mình thúc cho cái nụ nó chín nha, nó tròn lên nè. Nhưng mấy nụ này là nó chín rồi nè. Đó. Thì nó sẽ nở chất lượng, nó cho ra bông chùm. Còn cái nụ mà nó xanh xanh, nó là mấy cái nụ xanh xanh này là nó nở trước nè. Nó sẽ nở sớm nha, nở sớm là mấy cái nụ xanh xanh này nè. Đó. Còn mấy cái nụ mà vàng rám mỡ gà là nó sẽ nở nở đúng Tết. Nở chất lượng cho ra bông chùm. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái giống nha cô chú anh chị. Em quay đây là cái giống mà gọi là giống cái giảo bánh tre lá lớn nè. Thì ở đây em có mấy cây con nó cũng lên nụ rất là đều. Đây cô chú anh chị mình xem tại cái giống á, cái giống này là cái nụ nó bự. Nụ nó dễ vô nụ lắm. Cái giống này rất là dễ vô nụ. Thì nên thấy nó cái nào nụ nào cũng lên mở gà hết rồi. Đó. Mấy cây con cũng vậy chứ không phải cây lớn nha, tại cái giống thôi. Em ghép ra mấy cây con chơi nè, thì nó cũng ra cái nụ mỡ gà hết nè. Em lật thử cho nở một cây chơi. Thì cái giống của nó lên cái nụ mỡ gà nè. Đó. Nên cái nụ bự nụ giỏ là mình quan trọng là cái giống trước nha, mình phải để cái giống của nó. Tiếp theo đây là cây giảo chuông, thì giảo phú quý giảo chuông, thì cái nụ nó búp nhỏ nhỏ à. Đó, thì mấy cái này nè mình phải tưới cái tưới phân với chặn đọt để cho nó chín nụ. Thì ở đây mình chặn đọt nha, cô chú anh chị mình phải chặn đọt. Hồi sáng cũng chặn mới em chặn bấm rớt mấy cái đọt non á, em chặn hồi sáng sớm mát trời mát em đi chặn hết rồi. Thì với là mình tưới cái 15 50 á, hoặc là kali trắng á cả nhà, KNO3 đó, kali trắng là 13046, tức là mình dùng đạm với lại kali đạm thấp kali cao kết hợp với humic á để mình bởi mình làm cho nụ mình nó chín nha. Thì lát nữa em cuối clip em sẽ pha phân và pha cái thuốc lẫn phân bón lá để mình thúc nụ cho nó chín lên. Đây là cây hữu đức đó, thì một số nụ nó vẫn còn non. Mình phải chặn đọt nha, chặn đọt là nó quan trọng hơn cả mình kích phân nữa. Mình chặn đọt là em bấm chặn hết, thúc sâu vô. Mấy cái đầu ngọn thì cái đó là cái cơi, mà cái cơi cuối, cái cơi mà cây nó ráng ra thôi, chứ nó không có cái nụ chất lượng trên mấy cái cơi đó đâu. Nên mình chặn đọt hết đi, bấm cái đầu đọt rớt xuống bỏ hết để mình lấy mấy nụ trong nè. Mấy nụ trong nó mới chất lượng cả nhà, mấy nụ trong nó mới có chất lượng đó. Với thời điểm này thì việc phun sâu, phun thuốc bệnh, thuốc nấm, thuốc trừ nấm bệnh á, với thuốc sâu mình vẫn phải phun định kỳ để bảo vệ cái lá với cái nụ luôn, bảo vệ chống sương muối rồi chống nấm mà nó bám, nó hư nụ, khô nụ của mình, lép nụ của mình hết. Còn nước thì mình tưới một ngày, sáng tưới chiều khô. Mình cây mai mà muốn thúc lên nụ thì không nên tưới nước dầm về nha. Thí dụ như bữa sáng mình tưới rồi mình thấy buổi chiều nước nó vẫn còn chèm á, mà mình tưới nữa là nó chèm riết, là cái nụ nó không có, nó khó lên nụ lắm, nó khó chín, nó chín nụ lắm. Là sáng tưới chiều khô là một ngày tưới, là buổi chiều khô là được, sáng sau tưới nữa, tưới cho có nước thôi, chứ mình tưới quá nhiều thì cây nó lâu chín nụ lắm. Nó từ giống, như cái giống này nè thì cái nụ nó khác cái giống ban đầu. Cái giống ban đầu quay là giảo bánh tre lá lớn, còn cái này là giảo phú quý, giảo chuông. Đây cô chú anh chị coi, đây là cái giảo, cái giống giảo, giảo lá gai. Giảo lá gai cái nụ nó bự nè, nó với cái nụ của cái giảo bánh tre lá lớn thì nó giống nhau, nó lên cái nụ. Nhưng mà cái này em vẫn tưới luôn nha, tức là em vẫn tưới cái kali trắng nha.
ở chỗ em này nó em kiếm cái 15 năm 20 không có, nên em lấy cái cali trắng á, 13046 là phong bóng lá để em tưới gấp luôn. Thì em sẽ tưới hai lần nữa, tại là bây giờ đến Tết là có hai lần tưới nữa. Vẫn tưới được tại vì cái giống này không phải nó bự vậy là nó nở sớm, mà tại cái giống này là nó bự con vậy thôi, cái nụ của nó bự vậy thôi. Mình tưới lên nó sẽ lên rám mỡ gà nhưng nó sẽ nụ cái nụ lên. Là đúng lúc lật bông lật lá thì nó sẽ nở ra bông chùm cho mình. Bông chất lượng màu đậm. Cái thao tác cắt ngọn á, chặn đọt á, là thao tác nó rất quan trọng nha. Mình chặn đọt đi. Chứ thường mọi người để ý cái đầu đọt á, cái cuối năm mình chừa cái đầu đọt á, mình lật nó cũng ra, nó dư đầu này nè, mình chặn vì còn sót nè. Ví dụ mình cuối năm lật lá, cái đầu này nó cũng ra lá chứ nó không ra nụ nụ bông đâu. Mình chặn từ trong đây vô, mình bấm ở đây nè. Mình bấm ở đây. Ở đây nó có một cái nụ nè, đó. Mình chừa cái nụ này, mình bấm ở phía trên cái nụ này nè. Để cái nụ này Tết nó sẽ nở bông nè. Đó. Nó sẽ dồn cái nó sẽ nuôi chính những cái nụ bên trong thì nó sẽ nở đẹp nha. Ở đây mình đang quay cái là phần cho cô chú anh chị mình xem. Đây có một số giống nó rất dễ vô nụ nè, nhìn nó vô nụ nè. Thì nói chung nó vườn em trồng nhiều giống nhưng mà tưới phân thì giống đồng loạt cùng một lúc là tưới giống nhau hết luôn á. Nhưng mà có cây nó dễ vô nụ, cái giống nó dễ vô là nó vô à. Còn cái giống như có một số giống nó khó vô nụ nữa. Như cái bên Đại Lộc của em thì nó cái nụ nó còn non nè. Bên anh giờ em phải tưới hai cử nữa. Nói chung là tưới hết vườn luôn. Mấy cây này nụ về cũng tưới luôn nè. Không có sợ nó nở sớm đâu cả nhà. Cái giống Đại Lộc nè. Nó lên nụ nè. Đó, nhưng mà bây giờ mình phải làm cho nó rám mỡ gà nó mới nở chất lượng được. Đó, Đại Lộc phải lên nụ một giây. Cái kiểu của Đại Lộc thì nó lên nụ nó giống như giống cái giống mới là Dảo Như Ý bây giờ á, nhưng mà cái bông mặt bông của Dảo Như Ý với mặt bông của Đại Lộc thì nó khác nhau. Cái Đại Lộc thì được cái lúc nó già thì cái cạnh của nó vẫn cái xương của nó vẫn còn mềm, mình có thể vô kẽm được. Còn cái Dảo lá gai với lại cái Dảo bánh tre lá lớn lúc này nó già cái xương nó cứng lắm, vô kẽm uống không được. Đây cái cây này tiêu biểu nè, cái cây Đại Lộc cái nụ nó còn non. Nụ nó còn non. Non này là phải tưới, phải ép nó mới được. Chứ không là nó ra đọt hết. Nó ra đọt hết nè. Không ra nụ nữa. Giờ phải hút cái kali vô. Kali với đạm vô. Đây, em sẽ bắt đầu pha phân cả nhà mình xem. Thì ở đây em dùng cái kali nitrat nha. 15 năm 20 cũng được. 15 năm 20 là cái phân ký á. Thì em kiếm hết, ở chỗ em hết bán cái đó rồi. Thì còn cái này em xài luôn. 13046 tức là 13 đạm nè, 46 kali. Thì nếu mình xài kali không á, ví dụ như kali muối ớt nè, kali không nè, kali muối ớt hoặc là cái này siêu kali nè, kali không nè, 40% kali nè, thì nó sẽ xảy ra một cái vấn đề. Ví dụ như đây siêu kali nữa nè, mấy cái sản phẩm siêu kali này nè, thì nó kali tuyệt đối là nó kali không, thì nó sẽ xảy ra vấn đề làm kali nhiều quá thì cái lá nó sẽ vàng, nó trả nhựa, nó nuôi nụ. Còn mình vừa dùng kali vừa dùng đạm á, tức là cái lá nó cũng sẽ vàng, nó trả nhựa, nó nuôi nụ và nó kết hợp với cái chất đạm để cái nụ nó bị béo phì á, nó tròn ra, nên nó dùng hai cơ chế là nó sẽ đỡ hơn nếu mình dùng kali. Nếu dùng kali nhiều quá nó ép cây thì nó rụng lá sớm, rụng lá sớm là mình mốt mình khỏi lật lá luôn, tự nó rụng ra nó nở sớm luôn đó. Thì mình sử dụng với humic nha, humic nó cũng có kali nữa, với lại nó hữu cơ, nó tốt cho cây lắm. Thực sự humic là nó dùng cái kali humat trong đó rất nhiều, do đó cái trong cái sản phẩm humic nào mà humic bọt á nó đều có kali trong đó hết, nó rất là tốt cho cây. Tết thì mai nó sẽ cái bông nó sẽ nở sậm, cái màu nó sẽ sậm. Ví dụ như cái giống đó nó vàng chanh đi thì nó có kali vô nó sậm, nó sẽ sậm hơn một chút. Mà cái giống đó là nó sậm rồi, như là cái thọ hương á hoặc là Đại Lộc á, nó sậm rồi mà nó có kali thì nó càng sậm nữa, nó nhìn nó có cái chiều sâu của ta, nhìn xa nhìn cái màu nó có màu sậm á, vàng sậm á, thì nó có chiều sâu hơn, nhìn nó đẹp. Rồi mình bổ sung một ít cái canxi bo nữa nha, canxi bo để chống rụng nụ rụng cánh thì bông nó nở lâu tàn hơn. Rồi thì ở đây em tưới vô cái thùng sẵn nè, cái pha
tay vào đây tan sẵn luôn cái sách đi tưới cho nó nhanh. Thì mỗi thùng là 10 lít nước. Thì đối với humic này á, humic mình xài 4 gram nha, 4 đến 5 gram. Còn cái kali này mình xài 3 gram thôi, kali nitrat là xài 3 gram. Đó. Còn canxi bo thì mình xài một cái lượng rất nhỏ thôi, cái lượng nó nhỏ như là một mình rắc một miếng muối vô thôi, rắc một miếng thôi chứ không có nhiều. Rồi ở đây em còn pha luôn cái phân bón lá để em thúc luôn, tại vì có mấy cây nụ nó non quá. Thì cái phân bón lá thì em pha chung luôn cái thuốc sâu với thuốc sâu nè. Cái này là cái thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu giờ trên thị trường nhiều loại lắm. Hôm nay em mua cái này là trị sâu bón lá, sâu khoang nè. Sâu đục quả, sâu tơ nè. Rồi em pha vô. Ở đây là em phun bằng cái bình bình điện nha, bình điện 20 lít. Thì cái một gói vậy nè, ta thiết kế sẵn cho một cái bình điện 20 lít nước rồi. Ta thiết kế sẵn cứ cắt ra và xài thôi, không cần phải cân đo đong đếm lại. Còn cốc 55 nè, một số cây của em bị nấm hồng, với là em phun luôn để bảo vệ nụ luôn, chống sương muối luôn, thì cốc 55 nó cũng bảo vệ được. Còn cốc 55 nó diệt nấm đồng, nấm hồng á, hay lắm. Một cái bình điện thì em pha hai gói cốc 55. Rồi em pha luôn cái kali nitrat nha, thúc nụ bằng phân bón lá luôn. Thì cái bình đó em vô khoảng 20 lít nước nha, phun 20 lít nước. Cái liều này là nó vừa đủ và em phun nhiều lần rồi nó không có cháy đâu cả nhà. Kali nitrat thì em vô 3 gram thôi, 3 gram, 3 muỗng cà phê cái này. Cái này nó là dạng phân bón lá nha, đây phân bón lá nè, phân lá em xịt qua lá được. Đó. Rồi thì em chia sẻ rồi, giờ bây giờ em đi phun với đi tưới đây. Thì cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian theo dõi. Thì cô chú anh chị mình có cái thắc mắc gì về cái cây mai mà nó chăm sóc mà nó chưa đạt cái nụ á, thì mình có thể để comment bên dưới, thì lúc rảnh em sẽ trả lời cô chú anh chị mình. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Thân chào mọi người.